Hôm nay thì tụi con lại thăm gia đình. Dạ. Coi tình hình hai đứa con ở đây nè. Xe không á con? Ở đây nè. Rồi hai đứa nhỏ là cả nhà. Đây là con anh Vũ. Con anh Vũ đây. Dạ. Chú chào hai đứa con nha. Chào, chào chú. Chào ông bà đi. Chào ông bà. Con anh Vũ 33 tuổi. Ừ. Rồi mất. Sao rồi chú? Tình hình sao rồi? Cũng hơi đỡ khỏe khỏe rồi. Đỡ buồn chưa? Đỡ. Dạ. Mấy hôm nay chú có đi làm chưa? Tính đi mà vợ nó còn lỡ đến được xuống nước là nó lỡ hai chân của chú hả? Lỡ. À, cái này xuống nước là nó không được nè, với tay mà xuống là làm mũ liền. À, mấy nay trên phô thì nó đỡ đỡ đó nha. Xuống là hai bữa là làm mũ liền. À, hôm bữa con thấy nó đen thui luôn, đen thui đó, công hết trơn cho đào tới công hết luôn, đỏ đỏ làm, móc đang làm đông thì móc cho nó lành đỡ hết, nó lành hẳn đi hả làm chú? Dạ. Thúi là nó nhức lắm á. Nhức mũ không à. Tao được cái tay em bê nè. Mấy hôm nay mấy bé có hỏi ba, hỏi cha gì không, không chú? Không, nó không hỏi. Không hỏi luôn? Không. Ba đâu rồi con? Mất rồi. Mất rồi hả? Ôi. Con nhớ ba không? Ba mất rồi. Rồi hai đứa cái nè, cái cưng không cả nhà. Biết sợ ba mất không? Nhà treo cổ. Treo cổ chứ. Bé nhỏ đi học rồi. Bé nhỏ chưa có đi học hả? Chưa biết. Bữa con nghe là kêu thầy lại gọi hồn hả chú? Có làm từng đó, kêu hồn nó về chùa. À. Là giống như thầy ở đây rồi gọi hồn đem về chùa. Dạ. Yeah. Như hiện giờ là giống như di ảnh hay hài cốt giờ để chùa hết rồi. Hết. À, để chùa hết rồi. Mấy cô về cô bác nhà kìa. Bên đây mau. Cô ơi. Cô khỏe không cô? Đỡ đau chưa? Bữa đi chích một bữa. Cô bệnh hả? Bị xe tông luôn á. Bữa thì bị té xe chung đó. Chung luôn. Hôm nay đỡ đau chưa cô? Đỡ. Chồng con đỡ đỡ uống thuốc mỗi ngày. Dạ. Uống thuốc mỗi ngày. Hôm nay con lại thăm coi cuộc sống mình sao. Buổi sáng giờ cơm nước gì vậy cô? Ăn được một chút rồi. Xong cô ngủ mới dậy hay gì con thấy cô ấy vậy? Nhớ nó cứ khóc hoài, nhớ thằng cha nó, nhớ hai đứa nhỏ nó thấy cha. Cô cũng buồn lắm. Đúng rồi, cái ăn uống không được. Thật sự thì nhìn thấy con không à, nhìn thấy con đó là tình nhớ con. Mình cố gắng cái ăn chút đi đỡ. Cô chú cả nhà. Nhớ đòi đi làm á, cái vợ chưa có lành nữa. Thì cái vụ xe nó chưa xong, mình không có xe đi. Giờ xe là con bên kia có nói gì không chú, bên công an có nói điện gì không? Cô hỏi điện hỏi thăm thì nói thằng kia nó chưa có tỉnh. Trời nó ơi. Nằm ở Sài Gòn Cần Thơ á. Dạ. Nó chưa có tỉnh rồi nó kêu gán cho mấy ngày nó đi trước thôi. Chừng nào ấy con kêu làm giấy tờ em sẽ về. Dạ. Bây giờ người ta chưa có tỉnh rồi mình biết làm sao đâu. Mình cũng gán vậy đó. Thực sự thì cái sự việc cô chú đi á thì bị tông từ phía sau lên. Nó tống lên sao? Tuy mình không phải là người gây cái tai nạn cho mình á. Nhưng mà mình cũng bị giữ xe, làm cô chú không có xe để đi làm luôn. Làm để kiếm tiền. Cái anh kia giờ bất tỉnh hả cô? Bất tỉnh hồi 14 giờ đó, cậu chưa có tỉnh, đang nằm ở Cần Thơ. Ừ, tính ra nặng. Bị nặng. Nó bị nghe nói là chấn thương sọ não gì đó. Trời ơi. Vậy mà cô chú không sao chứ cũng mừng. Sao? Bị chạy thương không mà. À trời, tay chân cô hả? Chân hết trơn. Thì nói chung là bị ba ngày đi không nổi. Đúng đó, tông vô là tông trực diện. Tông ở sân sau lưng mà nó không có ngay lưng mình, nó xéo. À, tông mé. Cái giò cô đẩy vậy mà nó tông cái gãy luôn, cái giò cô ha, bên này là sưng hết, tím hết trơn luôn. Hên không gãy giò hả cô? Đúng rồi. Xui mà thành hên. Dạ. Có xe sau là hút hết luôn. Chở vậy một lớp là con vậy luôn.
phải mà nó hốt rồi xe nằm nó văng tới giữa lộ, phải có xe lớn là cán hết trơn rồi. Dạ. Yeah. Giờ không có một chiếc nào hết trơn nó ra làm bữa vậy mình làm bước gặp ướt. Dạ, yeah, có xe lớn là cán hết rồi. Rồi chở theo bé nhỏ nữa. Đòi nè, nó đòi đi đâu có cho đi. Ừ. Thôi mày ở nhà đi, nội đi đốt nhang chút xíu là nội về rồi. Đâu có chân. Ồ cái chân. Rồi rồi buông. Cái chân đó cậu mấy ngày rồi đó. Cái gì bật lại mới được. Sưng thù dù rửa thuốc mỗi ngày. Bụi nó bu quá trời luôn. Nó bu cục 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 luôn. Nó bu cái chừng cái đẻ trứng trong đó thôi. Không bao giờ là phải xức thuốc gì cho bé. Có rồi, sáng có xức rồi. Xức thuốc đỏ rồi. Thuốc đỏ xức rồi bắt đầu mua bảy màu mình xức ở ngoài cho nó lành. Uống thuốc. Lấy cái gì băng lại. Nông có chịu luôn, nhỏ này khó lắm. Người nó bu. Người nó bu kìa trời. Người nó bu. Ừ. Nó chốc nó từ ơn nó chốc lên. Nó bu cái vợ của chú nó kìa. Dạ. Bữa nay thấy đỡ đỡ, bữa hôm kìa thân thù dù nó đi không nổi nó khóc không à. Dạ. Không biết làm sao mua thuốc cho nó uống. Một ngày hai ba lần gì uống mình mua thuốc uống. Quá trời. Được tội nghiệp cả nhà. Cha mất thì cũng giờ chứ. Cũng không biết gì đâu. Biết nhắc gì nhắc biết gì nhắc thì nhớ vậy thôi chứ nhớ. Cũng còn nhỏ quá, chưa có nhận thức được. Con này còn biết này kia, còn biết nói, con kia không biết luôn. Nó không biết nói gì hết trơn. Xe giờ thì cũng bị giam, chưa biết giam khi nào này. Mới thả chưa. Mới lấy được cái xe ra đi làm. Vợ xe đi đó. Còn vết thương thì cũng chưa có lành hẳn. Chưa lành, lành. Ông đòi đi, nói trời đi là nở nữa. Cho nó lành đi rồi hả đi làm. Từ từ. Có gì ăn nấy đi. Trời, tính ra gia đình anh Vũ mất rồi, bây giờ còn tùm lum chuyện hết, chưa có giải quyết được á. Tùm lum hết. Nhà cửa thì tan nát hết. Tan nát hết trơn rồi. Bây giờ thiếu hết chồng cho nó tới trống cái luôn, đừng cho trống lỏng rồi. Còn thấy tôn mấy miếng tôn này ở đâu đi mua quá hả? Trời ơi. Mua mỏng quá ra. Đi 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 đặng chứ. Tôn thứ gợi rẻ đó cậu, một miếng mấy chục ngàn á, tạc nó mưa đi, đi, luôn. Dạ. Rồi mua tre không được. Mấy tre lại ha. Non á. Dạ. Làm tôn tạm mua tôn hết 1 triệu á và mấy gì đồ cho tiền đó. Dạ. Rồi không làm sợ không có chỗ ngủ. Dạ. Nó để lên nó không có giống như nó không có được cứng cáp ha. Đúng rồi. Tôn này tôn mềm. Tôn này đứng lên không được đâu. Đâu có dám đứng đâu chị, cái thang đó mình bật mình đóng từ 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 kéo từ từ đâu có dám lên trên đâu. Dạ. Bên trên là sập xuống luôn. Ừ. Vô đứng luôn. Là sập ha. Đúng rồi. Xài đồ rẻ sạc quá trời. Rồi cắt tôn thì cắt không bằng hết chứ gì. Ừ, mấy đứa nhỏ nó lại nó tiếp nó cắt không bằng, nó lôi qua lôi lại xéo qua xéo lại cắt cái bỏ tại mày làm sao làm đi trời đất ơi. Che tạm bự. Cái này chấp năm hai năm là tháo bỏ rồi. Dạ. Chấp nói vô sao mà quá trời chú ơi. Bà thôi ơi. Tên này tên lá, tên lá đâu vậy đâu. Nó cũng đỡ hơn cao su. Su thì mau hơn. Chứ giờ là tới mùa mưa là cô chú là nó tạt ghê lắm. Ướt hết trơn, nó bữa gì tháo ở trên nó lại che đây nè. Dạ. Bữa hổm nó nói nó tạt vô hết trơn, có chỗ ngủ ướt hết trơn luôn. Không còn cái gì. Làm tạm tạm đi, sao bây giờ mình không có làm tạm tạm đi. Dạ. Đi vô đi vô trong ngồi đi chứ. Có tiền có gì mình làm từ từ, giờ không có tiền làm tạm. Dạ. Vô cái che nó, rồi cháu nó cho mấy cái chặt nhỏ đốt đó. Cái tiền. Tiên ơi. Khỏe không? Rồi. Ăn cơm nước gì chưa con? Dắt ấp rồi. Ăn rồi hả? Nhớ mấy chú không? Biết không? Quên rồi. Mới đây mau quên quá vậy. Nhớ mấy chú mà chào chào chứ hỏi. Vậy là mấy mốt là cô chú mà đi làm á là dắt bé này ở nhà trong em rồi. Có hai đứa rồi. Trong cháu, ở kia bằng cô. Nhớ cả nhà. Ủa trong là tháo rồi, thấy con thấy trống trống nhiều chưa? Trống luôn. Chú mới tháo hả? Trong cái trong trống cái chân này. Kéo cái bên này cho nó trống luôn. À, cô ngồi thôi con vô công. Dạ vô con. Như cái nhà. Trời đứa học dưa đó tính cắt cái ba cái kia thì sợ nó tạt mưa. À. Có gì làm nó. Trống lỏng hết rồi. Trống lỏng hết rồi. Cắt ba cao su ra sợ nó trống lỏng. Gì cho nó sạch sẽ nó thoáng. Ừ. Chọn trống buồn mà nó thoáng. Cái bữa nay vô dạt nó sập đây. Ừ. Ok coi. Cái giường là dục luôn hả chú? Dục bỏ, đốt bỏ hết. Trời ơi. Cái giường con thấy nó cũng cũ lắm rồi. Cái dây gì nó leo lên nóc rồi, quá trời. Rồi mới cắt là sáng rồi. Dây leo gì. Dây tèo là toàn bằng tre không. Này, yeah. Này phải có tôn là mình lột ba cái giải ra hai chú. Rẻ mình không có tiền bạc. Tiền bằng đó rồi.
cua từ 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 nó à. Sụp hết rồi đó. Mưa gió là sụp hết luôn. Trời trời. Đó. Cái này sập hết rồi. Đó. Không có cây 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 chổi luôn, không có cây ngang luôn. Nói nó ăn thôi. Tan quang chưa. Phải có ông bà nào thương ha, cho tiền lộp ton lại. Cho nó kín đáo chút xíu. Cái đó ngoài đó cái sắt vườn cây hết chú. Dạ. Nó leo vô trong nhà. Mới cắt hồi sáng nè, đi ra ngoài chặt cây hết cho nó chống hết rồi. Cái ton kìa, nó nhìn cái ton mà nó giống như nó gỗ hết trơn luôn. Không không còn chịu nổi nữa. Nó muốn tan luôn á, nó muốn tan cái biến á. Cây cột nó mười mấy năm hết rồi. Dạ. Một hết rồi. Nó che như thế này mà trời mưa rồi là không có đường nào mà nói được hết, tạt dữ lắm luôn. Bao lâu nữa là mưa tới rồi. Cái cây mà bữa là đốn bỏ luôn hả chú? Cưa bỏ rồi. Cái kèo gì bên đây nè? Cưa. Vũ mà treo mình ở đây nè. Cây nó nói ở đây sập hết trơn. Anh treo ngay đây nè cả nhà. Anh treo cổ ở đây hả? Ngay cây đó đó. Giờ chỗ đó thì cắt cái cây đó bỏ. Cái cây bỏ rồi. Cắt đoạn bỏ luôn hả chú? Không có để được hả chú? Không. Tám chỗ để. Cái bữa giờ có nằm mơ thấy không, anh nằm thấy gì hết, không có phá gì hết. Dạ. Chỉ nó đi ở ngoài đó, đi nhà anh em nó đứng thấy ha chú. Thấy, người ta thấy. Trời. Vòng vòng ra thấy. Thấy đi vòng vòng mới sớm. Còn trong nhà không? Dạ. Chắc anh không muốn trong nhà sợ. Đúng rồi. Vòng vòng người ta thấy đi thôi hả chú. Anh treo mình ở trên đây nè cả nhà. Thật sự những cái sự việc á, mà treo mình mất cái gì thì nhiều hoàn cảnh thì đa phần là cây đó là phải để bỏ. Dạ. Đốn cây mà anh dùng anh treo đó là mình sẽ chặt bỏ. Giống giống như cái hoàn cảnh của anh Bình treo cổ bên kia đó. cũng khi mà anh mất rồi ha, bên đây Hạ Nguyệt đó là người nhà phải cắt cái đó bỏ luôn, cắt bỏ. Mà bên kia thì cây inox inox cưa bỏ luôn, kia cao ghê. Đây anh thấp gì nè, thấp nhỉnh nè. Dạ. Chứ còn đụng dưới đất thôi. Thực sự thì trong một cái thời gian ngắn mà nhiều cái sự việc á, tại Sóc Trăng này xảy ra nhiều cái sự việc rất là đau lòng cả nhà. Ở đây thì anh Vũ mất thì bỏ lại mấy cha mẹ già cũng như là hai đứa con nhỏ. Còn bên kia thì anh Bình 40 tuổi thì mẹ mới mất có 100 ngày. Vừa xả tang xong là anh treo trước mộ của mẹ luôn. Đó là ở Kế Sách Sóc Trăng. Nhiều sự việc quá đau lòng thôi nha. Nhà cửa của chú đó. Thực sự thì anh em đến thì cũng mong muốn chia sẻ là mong muốn mình thằng Quân thương. Biết đâu mà có sự may mắn nào đó là kết nối được với một nhà hảo tâm nào đó thương gia đình. Dạ. Cô chú giúp cho cô chú có một cái số tiền để luôn như là lại những cái chúng tôi này. Giờ có cái nguồn người nào biết bên hỏi có em không bà bắn tiền cho. Dạ. Đâu có. Thế tem. Tem. Rồi bà từ chỗ góp lại cất nhà cho nữa. Dạ. Thì có số điện thoại của bữa con có cho một cái Mạnh Thường Quân cho xin số điện thoại á. Thì nếu mà có cái chuyến nào đó thì người ta xuống người ta thăm mình. Chứ con thì cũng không biết, con cũng ở xa. Cô nó cũng muốn lại thăm nhà. Thấy hoàn cảnh mình tội quá, cô chú lớn tuổi nè, hai đứa nhỏ. Mà nhà cửa thì cũng thấy trời ơi, quá trời luôn. Tính vài bữa đó là đi, nhỏ lớn nữa có đòi đi mần. Còn nhỏ kia thì đi gửi bà ngoại đó. Còn nhỏ Út thì lên đi theo đào sen á. Dạ. Nhà đóng cửa chiều mình về. Bé Tiên hả? Bé kia đủ tuổi đi làm gì chứ? Làm xếp giải xếp gì đó. Chắc theo người quen đi làm. Quen đã kêu đi. Trời ơi. Chứ ở nhà không thì cũng đâu có tiền đúng không chú? Cho nó phụ kiếm tiền. Dạ. Nuôi em. Tội nghiệp không có nhà. Bây giờ cô chú lớn tuổi mà còn phải giống như quân ba để kiếm miếng ăn á, kiếm tiền để lo cho cái cuộc sống á. Thực sự có một cái căn nhà nhưng mà cũng không có được, nói chung là không có được lành lặn thôi nha, nhìn thương lắm. Hai bên là mưa lại là nó tạt vô hết á. Dạ. Dạ. Di ảnh này kia là để trong kia hết rồi, di ảnh hài cốt là để trong chùa hết rồi cả nhà. Thầy đến thì cũng cái chục hồn anh này về chùa đó rồi, cho anh nghe kinh nghe Phật cả nhà. Đó anh gần đây hả? Nhỏ, em của bà. Em của ai? Em của em của cô hả?
Bữa là bữa có gặp anh không ta? Ở ngoài. Ở ngoài. Ở ngoài. Ở nhà xác bên đây. Vậy là em, vậy là anh Vũ kêu. Má của em là kêu em ruột của ba tôi. À, kêu bằng anh. Ừ. Hôm xảy ra sự việc anh có lại đây không? Không, đi làm hồ. Đi làm tối ngày, đi làm hồ. Đó, chị tôi khổ, rồi ba của bà cũng khổ, nó ở chút vô, cũng nhà cũng sụp hơn cái này nữa. Cũng nhà nước, nhà nước cũng cho được đường tôn được khúc ở sau. Dạ. Còn ở trước cũng dột lum. Phải như cô chú mà có nhà nước hỗ trợ được cái nhà tình thương cũng đỡ nữa thì. Không có đâu, để khóc nghèo. Khóc nghèo rồi bây giờ không biết sao luôn. Không có gì hết. Bà mót tiền được mấy năm lúc trước được đó, sửa đường chút xíu rồi xây đường chút xíu này nè, có được nhiều đâu. Với cái nền phải không? Được miếng nền đó, trước nền trước này đó. Bên cho đốc làm ở mốc sen. 5 năm rồi. Nhìn dụng không dám ăn đâu. Hồi đó thì nó còn làm được, nó tiếp làm á. Dạ. Nó lấy một phần rồi cho ba một phần để dành sửa đường khúc. Dạ. Bây giờ có tiền mình làm được nhiều làm. Ở sau đó nhà lá sập hết bên rồi đó, giờ lột một ra đó. Nó gãy còn khúc cắt ở sau có chừng 2-3 mét đó, nó bị sập qua đó rồi lột ra hết rồi. Tàn nát hết trơn. Ừ. Giờ con có buồn nó không muốn sửa được. Con thấy mấy cái rừng này là toàn thân cũ không nè. Ừ, đúng không cô chú? Không có tiền mua cái mới đâu. Con chủ hả? Dạ. Không biết Phải đợt bão đó, nhà nước lại kêu dân ra phụ cuộc dây kẽm gì vậy, đừng cho nó sợ bay sụp. Nó trời ơi, nhà mà dây kẽm á, dây kẽm địch hết trơn rồi, địch gách tôn luôn á. Sợ nó vô nó bay hết trơn bão. Đây là một chuyện, còn mình ở trong nhà rất là nguy hiểm. Tới cái mùa mưa gió á, chạy bỏ nhà luôn, đi nhà đi hết trơn lộ, đi nói người ta kêu đi trốn, trốn sợ bão đó. Dạ. Đi chùa. Vô chùa. Nhau đi chùa. Trời. Nhau đi chùa hết dân đâu có dám trong nhà. Dạ. Người ta kêu lấy dây chuyền gì kẹp lại sao trước đó, kẹp lại đừng cho nó gió nó mà tóc hết chân, nó mà tóc. Con hai đứa nhỏ con vô lấy đi. Đó cô Huệ ở Bỉ mua cho hai đứa đó, mấy đứa đó. Rồi. Tiên cặp tiên kinh thùng sữa vô con. Đưa bánh cho em. Rồi, kinh vô giùm chú nha. Ăn bánh không? Lên nó ngồi ăn bánh đi. Lên chưa? Hết chưa? Hết rồi. Rồi hết rồi con. Rồi lên rồi. Hết rồi lên. Hết rồi. Thế tao nó đừng có trả tiền tao có lấy đâu, tao bắn nước đá. Mua ơi, mua nè, tao bắn nước đá nè. Xin xin xin. Ủa cho tao. Công gì? Chào cô. Nghe, đứng thinh đi. Chào cô Thánh Liễu. Đừng có nói, tao đi mua điện đó. Tao đi về, đừng có nói chuyện, tao không có lấy tiền, tao bắn nước đá nè. Khỏe không cô? Khỏe, mua nước đá không? Dạ, nước đá không? Nước đá không? Mua nước đá không? Xôi làm sao? Xôi đựng mà chết rồi. Xôi làm sao? Xôi làm sao? Xin lỗi. Cô xin lỗi. Không có gì đâu. Thôi đi nè. Mua đá không? Là chó. Đi. 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 Thấy bà đang vừa tay vừa chân. À, thấy người á. Con bánh không? Đây là quà của đây là, khui đi, khui hai đứa ăn đi. Con cảm ơn. Cô Huệ mua cho nghe. Con cảm ơn cô chú. Cô Huệ gửi cho con. Với thùng sữa nữa nè, cô Huệ gửi tiền á, gửi 400.000. Đó, con mua thùng sữa. Thùng sữa này có 320 à. Còn này là 80.000 nè, phải có nhiều lắm, xúc xích đồ cho con mua cho hai bé. Mở bọc ra đi con. Cảm ơn. Cứ ngồi chú, lên ngồi chú. Cảm ơn ba, gửi cho con. Cô Huệ ở Bỉ á. Nó mua cho hai đứa bánh nhiều lắm luôn. Ừ. Đổ ra con, đổ ra đây cho chú coi coi. Đổ đây đi. Ồ, quá đạo quá. Ôi thích cái nào, con thích cái nào nhất? Thích cái nào lấy đi. Anh thích cái nào? Cô lấy hai đứa tội nghiệp mà cô mua gọi kêu nhờ anh em mua. À, nó mừng kìa. Quá trời mừng. Ăn đi con. À, con nói là không cô không nhắc cha thôi cô nha. Nó cũng nhắc mà chơi, nó chơi. Hỏi á. Nói cha ở chùa. À, cha ở chùa. Ừ. Cho em bịch đi. Cha con. Cha ở chùa ở người miền Tây Nguyên nó ngon. Dạ. Ông mình mau đi ở chùa ở Bồ Tát luôn. Nói cha ở trong chùa. Con nhỏ nó chưa biết cái gì. Con bé lớn rồi là biết ca mất nhỏ rồi. Nhỏ thì còn biết, con kia không biết. Dạ. Chị hỏi mấy đứa nói Âu nó nạ, mấy Âu nó quát ở trong chùa, không có gì. Chị hai đứa bị ôm nhau. Ô, thật kia.
Anh có như thế mà lá quả nhớ cậu quả. Anh đi du lịch người ta cho nghỉ nhà. Anh đi du lịch. Cái giống như cái nỗi mất mát quá lớn nên là cô chú thì trong một ngày hai ngày thời gian gần thì không thể nào mà quên được. Đúng rồi. Thì cô chú có hai đứa con thôi. Anh Vũ người lớn với lại bé Tiên nè. Nó mà mất đứa rồi nên rất là buồn. Nhớ nó là nhớ ba nó. Nó cứ nhắc nó hỏi ba nó, hai chị em nói ông nó qua đó ba trong chùa kìa. Tao dương nó qua đó ba mình ở chùa kìa. Từ nhỏ nhiều khi nó không muốn ăn đâu, ông ép đút không nó mới ăn, chịu ăn nó nhỏ chịu ăn. Nó còn nhỏ quá. Cái này kéo lợi nấu mì nấu gì đút cho ăn. Yeah. Nói ăn này mấy chú gửi cho. Mẹ thì cũng từ nhỏ không có. Có mình nó thương muốn chết nên nó lòng vậy là thôi nó chịu chưa. Bây giờ thì con mà nó bệnh mình không biết á. Yeah. Khóc mỗi ngày mấy người ở số cũng là thiên nó có định đi ăn cơm từ từ đi đừng có nhớ nó quá. Mình cũng nhớ. Biết làm sao đừng ngủ của mình mà. Dạ. Không có nỗi đau nào bằng đâu. Đúng rồi, mất con mà. Đứa con. Thấy đứa nhỏ này thì nhớ nó rồi đó. Chùa mình khổ, khổ hai đứa này thôi. Đi bà mà cô nói để lành cái giò chút đi hả đi. Cho cái giò cặn nó chưa có lành đi xuống nước nó bị nở nữa. Còn phải lo để cho lành chân này kia rồi lấy xe để đi làm. Đúng rồi, xe này còn bị tay da không vậy? Xe chú bữa đó có bị bể rồi không chú? Có gãy rồi. Cái đuôi á ha. Bị mình chạy chưa biết lấy chưa ra chứ biết. Giờ tùm lum hết trơn. Là xe anh sáng mấy anh sáng. Trong đó hôm bữa ngày 14 giờ thằng kia nằm bệnh viện chưa tỉnh đâu. Một xe nãy về đi nữa. Đi đốt nhang thắt con bữa 14 đó. Chắc đợi cái anh kia thì mặc khỏe rồi ra viện nó mới xử. Nó đợi á. Cái giờ ảnh nằm vậy cũng chưa biết gì đâu mà xử. Cái gì đâu, nó chưa tỉnh mình cứ ngồi đợi hoài. Công an có nói gì mình không có hỏi mình là không, tai nạn sao sao không? Không, không có hỏi không có gì hết trơn, chỉ mình điện cho giao thông đó, giữ xe chủ giữ xe. Chị báo nói là gán đó cô ơi, gán cho con mấy ngày nữa đi thằng nó chưa tỉnh. Nói vậy thôi. Rồi cô mới nói trời không vậy biết cái vụ xe này á rồi. Ổng đi làm không có xe cộ rồi sao? Nó nói bây giờ nó chưa tỉnh làm sao không lại mình ngồi đợi hoài vậy. Lúc đó chắc trời chân gẳng của chú bé cái chân bé mà cái thẹo vậy chắc bữa cũng nặng lắm á. Bữa nó té nó sưng nó khóc nó la mấy ngày đâu có đi không có đi được ông nội cổng không á. Tội nghiệp đau mười mấy ngày còn vậy. Giờ khô nó cứ móc móc mình lên hoài chỗ nào móc nó khều. Cái chú ở thêm mấy ngày nó cho chừng nào lành hẳn đi ha đi. Xuống là nở. Xuống nở liền à. Dạ. Nó khô. Nó ta lè luôn. Chân đỏ dữ. Có sức đỏ gì không chú? Có. Nó sức là sáng rồi. Gì uống. Thương cô chú. Cũng gán. Chú con lỡ chân phải chân đỏ chân mà giờ nó khô hết chân. Mà mày không nó đâu nhìn ta đâu không. Đi mần mấy mốc sen không á. Nó chảy nó nay lưng đỏ tím hết trơn luôn. Cô một ngày nấu nước nóng để trong chai lăn không à. Rồi đi chết. Không có tiền đi mượn đi kiếm người ta. Yeah. Mấy mấy ngày uống thuốc hàng ngày, bọc thuốc bọc rửa rồi. Bây giờ lành hết trơn rồi. Chân đỏ nó cũng còn đau. Hồi nắng là cũng bị chạy xước thôi đó. Hồi sau lưng nó bay luôn á. Bay rồi cô mò nó không à, mò kiếm người ta ra đen hết trơn. Bồng vô giữa lộ luôn phải có xe là nó cán lên luôn. Nhờ xui rồi mình thành hơn. Chính là cô chú với lại bé là thoát nạn và cuối cùng lại anh Vũ. Đó đúng rồi, thằng này là hưởng lợi gánh nạn. Cuối cùng anh Vũ lại nhiều khi đi. Nó tông lại sau lưng là cô gãy cổ chết đúng không? Yeah. Mà không sao, nó ai cũng ra nó trời ơi. Làm phước dữ lắm mới được vậy đó. Tai nạn vậy là người ta không có sống sót đâu. Cứ tưởng là anh kia chạy sơ sơ thôi anh ngồi anh kia tới chống đường xe đó. Cậu ơi nó băng một cái hả hơn nửa công ngay chỗ con lương á mà nó nằm trên đó cửa nửa công nó văng á. Mình ơn nó luôn á. Nó nhảy tê tê là cô không dám dòm luôn. Cô sợ. Ghê trời. Chuyện nó đi đi trước rồi cô mới đi bệnh viện sau ba đấy, người đi bệnh viện đằng này cửa chạy đâu nó chạy như xe đạp mình thôi nó chạy đủ lắm cũng tai qua nạn khỏi không mừng nó lỡ nó sao nó hốt luôn cô nói tới rồi nó làm một cái mà trời ơi cô không biết đường nào luôn nhá lửa luôn bò không
bò kiếm ông ơi, kiếm cháo, kiếm sợ nhỏ này nè, ta ra đây ăn trên bồng vô. Đã văng ra hết luôn. Đúng rồi, văng ra hết luôn. Nó ngồi ăn trước mà nó văng ra sao ra trước xe luôn. Ra giữa lộ luôn mà không có xe, không có gì hết trơn. Ừ, lấy chỗ cho canh. Gần tới nhà còn cửa cây số tới nhà. Thì là từ khi cái tai nạn mình bị tai nạn xong là bao lâu anh Vũ mới 5-6 ngày vậy à? 5-6 ngày sau. Lên Vũ mới 5-6 ngày á, nó không phải chết liền đâu. Dạ. 5-6 ngày. Ổng còn đi móc sen đâu 3 ngày nữa. Bị về đi móc sen. Bị đi nó không có tiền đó. Đâu có tiền. Ông nói thôi ông đừng có đi, nay không đi rồi có việc cho cháu à. Ông cũng đi 3 ngày nữa thằng này mắc luôn á. Cái vết thương như vậy chưa, mà. Chưa lành đâu. Chưa lành nữa thằng này. Nó lỡ tà lè luôn. Phải đi. Ông đi được 3 ngày nữa mới thằng này mắc. Mà công việc của mình thì lại ngâm với nước hả chú? Ngâm với nước một ngày luôn. Nước không à, lộ dưới sông gì xình đó. Dạ. Rồi công việc cũng bất quả. Con thì khuyên nó hoài, nói nó buồn, nó biết nó buồn. Rồi nó lớp là nó làm không được, nó buồn, nó thấy cha mẹ đi làm mình nói ra con mình biết mà, mình nuôi nó sao không biết. Nói ở nhà đi, mẹ đi làm cho coi. Coi đứa nhỏ nó chạy xe không được đâu. Tôi mướn cậu thấy mướn thằng đó chở. Người ta ngày ta lấy mấy chục mà ta nói hơi mẹ cho con 50-100 đi đổ xăng con chở dùm. Hai buổi không á, ta chở hai đứa đó. Nhờ ta chở dùm. Chở dùm á, thằng đó trên lộ nói thấy mẹ khổ quá chở dùm đi. Mẹ có tiền cho con 50-100 đổ xăng cũng được. Dạ. Còn người ta thì nó lấy ngày với mấy chục không đó. Rồi gì? Đã khó khăn, bình thường đã khó khăn còn gặp những cái chuyện gì đâu không? Bởi vậy xui. Đã xui nói là hết nay nạn này kia. Dạ. Nó luôn. Rồi. Thầy nói là xui nó hết rồi. Thầy bữa lại chục hồn á mấy cô. Đi hết trơn. Dạ. Bữa chục là thầy nói vô chùa rồi không? Đi theo ông Lục luôn. Đi theo ông Lục luôn. Đó bữa cúng hai mâm đó ông Lục lại bốn ông đó. Người rước đi chùa luôn. Dạ. Bởi vậy trong nhà nó cũng êm đềm, nó không có quậy, không có trai thấy hết. Đó, lại đem đi rồi. Dạ. Bởi vậy nó nhớ là nói ba mình ở chùa, ba mình ở chùa. Dạ. Rồi hai đứa hỏi ở đâu, ở chùa chỗ nào. Nó nói hoài, mình không nhớ khóc hoài. Mỗi lần nhắc đến thì đau lòng. Tại vì nhớ là nó đi chùa, nó biết chùa thôi. Nó còn chưa biết ba nó là sao, mắc làm sao, nó chỉ nó biết đi chùa vậy, nhỏ đó. Dạ. Thì con nhỏ nói ba mình chết rồi, ba mình ở chùa kìa. Dạ. Thương cả nhà. Biết cái gì đâu. Bữa giờ cô đâu có dám, chưa đi làm nó sợ bỏ nó, bỏ hai đứa. Ráng ở nhà vài hôm đi cô chú cho nó mọi việc nó ổn định lại hết rồi hãy đi làm. Vậy đó, cô nói ở nhà đi, chừng nào hết đi, ổn định đi, rồi đi. Dạ. Từ từ có gì ăn ấy đi, đừng gấp gáp đi, chưa làm nó mất công này kia, không có tiền. Dạ. Cô không phiền vậy, ông đòi đi hồi sáng, nó hơi đi, đừng có đi. Nó giống như nó bị lỡ ra. Lỡ. Rồi lại khổ mình nữa. Nó chưa có lạnh ở trong đâu, mà xuống nước ngâm thì nó nở ra. Tại vì cái vết thương ngay đầu gối á. Là nó lâu lành lắm. Lâu lành. Đầu gối là rất là lâu lành. Ở dưới sừng hết chân mà hết đây từ từ hết chân bằng giò đâu thấy còn cái chỗ này là đi tới lui á co à. Dạ. Thương cô chú quá. Hôm nay thì anh em cũng đi kê sách quay một cái trường hợp cũng bị treo mình ở trên cây mà mất. Nó thì sẵn đi ngang thì cũng ghé. Nghe vậy cũng khổ cũng gì hết trời. Là mẹ cô có biết không? Có nghe nói không? Là thấy mẹ lưng cơn á treo trước nhà vậy đó. Dạ đúng rồi. Dạ. Trước mộ của mẹ đúng luôn. Đúng rồi, nghe thấy rồi. Sao giờ nhiều cái sự việc nó thương tâm vậy đó. 40 cái gì đó. Dạ 40 tuổi. Treo ngay trước mộ mẹ luôn mà trước thằng ba trước như nè. Mẹ mới mất. Mới mất xong. Bởi vì nhiều. Nhiều cái sự việc. 40 tuổi còn nghỉ vợ nữa. Nó cậu ấy chưa có vợ con nữa. Dạ đúng rồi. Gồng nữa mà chị. Dạ. Tuổi gì thế mình không thấy mà tuổi mình ra nữa không. Năm nay chết quá trời. Hôm nay nhiều người mất. Nghe vậy không? Nhỏ nhỏ không hả cậu? Nhỏ không hả? Nhỏ không, ba mấy nho hết trơn. Bữa dạ. Này số mạng của con ta mình đâu có nhìn biết đâu. Mình cũng khổ, thấy ta vậy rồi mình vậy rồi thấy không biết sao. Cũng như nhìn, thấy trong cái hoàn cảnh luôn, mình nằm trong đúng hoàn cảnh rồi. Đó đâu ảnh chạy đâu vậy? Ui lớn. Hai đứa chạy kìa.
đi chơi. Không ngày tới tối đi không có đi ngày ba nó bắt ba nó đằng kia kìa nó chạy đi. Đi bả cho bánh cho gì ăn á, bả bán biết quán ăn xong rồi lấy gác dục hết trơn. Ừ, dục ha. Rồi cái đó đi. Rồi có ăn gì đó ăn đi. Chạy đi ngoài mua cho nó. Bả bán quán đó, bả cho bánh cho gì á, ngày tới tối đi đặng đi kiếm chớ thì sợ nó không bán. Không có mừng. Ngày tới đặng quán ăn đi. Đó giờ đâu có mua nhiều bánh gì đâu hả cô. Là hai bé đâu. Đâu uống sữa hả cô? Sữa con mua cho lóc vậy uống trong tủ vậy là hết hết này. Thùng ha. Đúng rồi. Đứa lóc, mua cho uống á. Để tủ lạnh đó. Dạ. Ừ nó uống. Hôm nay là cô Huệ ở Bỉ là mua một thùng sữa luôn với lại cô gửi 400 ngàn đó là nhờ con mua đó. Cảm ơn cô. Dạ. Với lại có ít tiền. Bên Mỹ gửi đồ cho cha. Cảm ơn cô nhiều lắm. Cô Huệ ở Bỉ. Cô Huệ. Bỉ chứ không phải là Mỹ. Cô ơi. Cô. Thì con của con cũng có ít tiền của Mạnh Thường Quân á cũng gửi cho mình luôn. Không có nhiều nhưng mà cũng giống như cô chú có mua cái gì cần như mua gì mua á. Dạ. Tính là tụi con cũng mới đến mấy hôm hả chú nha. Dạ. Con coi có được nhiêu tiền thì con gửi cho cô chú luôn. Có 50 ngàn đi. Được. Hôm nay đến thì có được 1.450.000 thôi cô chú. À, của Mạnh Thường Quân cũng thương gia đình mình thì gửi á. Có anh Nguyễn Văn Tú là gửi 50.000. Chị Nguyễn Ngọc Thí Vi là gửi 200.000. Ủng hộ bé Ngọc và bé Ánh là 200.000. Chị Loan Phạm hỗ trợ 1.000.000. Là tổng là 1.450.000. Dạ. Cảm ơn gửi cho cô chú luôn. Đây là cũng như gửi cho bà này, gửi cho tôi 50 ngàn cho bán cô. Ủa ít lòng nhiều. Mạnh Thường Quân thương rồi gửi cho cô chú. Đây, gửi đây là số tiền à. Đây luôn. 1.400.000 ha. Chú nhận đi, chú nhận hay cô nhận. Đây 1.400.000 ha. Cảm ơn mấy chú mấy thím gửi tiền cho hai đứa nhỏ đỡ cho cháu. Cảm ơn nhiều lắm. Tặng học. Cô chú cố gắng lên để vượt qua cái nỗi buồn, cái nỗi đau này cũng như để trở lại cuộc sống bình thường á, để mình còn làm để lo cho hai đứa nhỏ nữa. Tụi con thì khi mà đến mà chia sẻ về hoàn cảnh gia đình mình á thì cũng rất là mong muốn mình được quan thương và giúp đỡ cho cô chú như là hai bé. Đặc biệt là con cũng như anh em con rất là hy vọng khi đăng tải lên á, tại còn quay thì còn hy vọng biết đâu một Mạnh Thường Quân nào đó xem được cái hoàn cảnh mình, giúp cho cô chú có tiền cũng như lợp lại những cái chỗ nhà dây cách nát à. Nó thương quá, nhà cửa tan nát hết. Hy vọng Mạnh Thường Quân nào đó thương người giúp đỡ ha cô chú ha. Giúp đỡ cho em được phần nào có tiền sửa nhà cho hai đứa cháu ở cũng mừng lắm. Dạ. Ở xa gần nhìn thấy lúc này em khổ lắm, em cảm ơn nhiều. Từ khi mà anh em đến chia sẻ về hoàn cảnh của anh Vũ 33 tuổi mất và để lại hai đứa con nhỏ nè, thì từ khi trong cái lúc mà tang lễ cho đến hôm nay thì cũng lần thứ ba anh em đến rồi. Đó, thì có ít tiền của Mạnh Thường Quân thì anh em cũng đến để gửi cho cô chú để coi cần cái gì để dùng. Cũng không biết nói gì hơn ngoài cái lời cảm ơn. Thì không có được nhiều á nhưng mà cũng là những cái tình thương của nhà hảo tâm giúp cho gia đình anh Vũ. Cô chú cố gắng ha. Cố gắng. Dạ, xin cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Cảm ơn cô Huệ nè, cũng như là cảm ơn tất cả quý Mạnh Thường Quân. Từ trước đến giờ luôn ha. Cảm ơn nhiều dữ lắm rồi. Dạ. Hy vọng nói cái gì nữa bây giờ. Còn duyên còn quay lại đây để gặp cô chú ha. Dạ. Dạ. Bây giờ chắc con cũng xin phép ha cô. Dạ. Con về. Dạ. Cảm ơn. Cô chú giữ gìn sức khỏe nha. Giữ gìn sức khỏe. Dạ. Rồi hai đứa sao gửi lời ông bà sao gửi lời cô Huệ sao nè, hồi ăn bánh nó phải cảm ơn cô nha. Cảm ơn bác, cảm ơn cô bác, cảm ơn mấy chú, cảm ơn bà, cảm ơn bà. Ôi giời, gửi bánh cho con, gửi sữa nữa kìa, có sữa gửi bánh cho con, bánh tay đi con, cảm ơn bác. Người đàng hoàng coi quay lên kìa, rồi cười hoài được rồi, hai đứa thấy cưng nữa ha. Ừ. Ông bà nghe đó con. Bài coi mày ấy, bài đi. Vậy nè. Bà thương bà giúp phải không? Không phải cái gì. Ông nháo để. Mày thương quá. Rồi ăn đi rồi hốt vô cái nào ăn ăn, không ăn để ngày mai ăn nữa, hốt cái xe tao ăn ngày mai không có gì ăn cùng với anh em. Cũng xin cầu chúc cho toàn thể quý Mạnh Thường Quân, quý khán giả có thật là nhiều sức khỏe, có cuộc sống bình an, gặp nhiều phước lành trong cuộc sống. Từ giờ chắc cho các em cùng với anh em là tạm khép video này ở đây. Hẹn gặp lại quý khán giả, quý Mạnh Thường Quân trong những video tiếp theo.
Rồi con chào, xin chào cô chú ha. Rồi chú về nha, bye bye hai con, bye bye ông bà nè. Rồi hẹn gặp lại nha. Cảm ơn cả nhà.